ngày hôm nay Mai sẽ làm một cái video đón một cái thành viên mới nữa tiếp tục của gia đình Mai ha. Thì các cô chú anh chị các bạn thì Mai cũng chưa có bật mí, hôm nay thì Mai sẽ chính thức bật mí các em thành viên mới này luôn. Đây xin mời các cô chú anh chị cùng xem em thành viên mới này nha. Đây là em thành viên mới của gia đình Mai nè. Đó, cô chú anh chị thấy không? Đây là cái xe Bentley Mustang, một chiếc xe nữa của ông xã Mai ha. Ông xã Mai sau khi đi chiếc xe của Mai xong thì thấy rất là thích nên thành ra là quyết định là đón một em này nữa về. Đây buổi sáng khu nhà Mai nè cô chú anh chị ha. Đây là cái xe tải mà họ giao xe tới cho nhà Mai. Cái xe này thì gia đình Mai đã mua từ tiểu bang Chicago ha, và họ giao xe tới tận nhà luôn. Họ chở trong một cái thùng xe như thế này. Wow, cái xe này nó nhỏ xíu mà họ chở được nguyên cái thùng xe to vậy đó ha. Mà Mai tưởng là phải như một cái xe bự giống như xe của Mai lúc trước, chứ thì ra là cái xe này nó rất là nhỏ ha. Wait, it's a small truck right there, huh? It has two cars. I made one video of it coming off and I couldn't get you on the phone. Đây là cái xe. I told them to wait until you load this one. Cái xe tải ở trong cái thùng nè ha. Rồi bây giờ thì ông xã Mai sẽ trade một cái chiếc xe Mercedes màu đen này vào ha, tại vì nhà Mai cũng quá là nhiều xe rồi. Đó, tạm biệt em nha. Chúc em về với chủ mới vui vẻ. Đây là xe cũ của gia đình Mai nè. Đây là chiếc E-Class máy dầu luôn ha. Ông xã cũng rất là yêu quý chiếc này, nhưng mà không có yêu bằng chiếc S-Class thôi. Ông xã Mai thậm chí là đặt tên cho em này là Illinois vậy đó. E-250 ha. Đó. You miss her? Say bye to her. Goodbye, Eleanor. He loves cars. Anh này nói là cái xe này cũng là xe tốt. Đây, ở trong này là đây. Wow, can I go inside to take a look? Đây là cái container để chở xe nè cô chú anh chị ha. Mày xin phép ảnh rồi thì mày đi vào trong này để mày quay cho cô chú anh chị xem. Đó, đây là một chiếc xe Mercedes khác nữa. Ồ, là ảnh đã delivery hai chiếc xe cô chú anh chị ha. Thì cái anh chủ này ảnh cũng chơi cái xe này vô ha, là ảnh lấy một chiếc xe mới, tại vì cái dealer ông xã Mai mua là dealer của Bentley ha, nên thành ra là cái anh chủ xe này là ảnh trade chiếc Mercedes vô để anh lấy chiếc Bentley, giống như ông xã Mai cũng trade một chiếc xe Mercedes vô để lấy chiếc Bentley á. Thì khi mà họ vận chuyển đó, họ chằng mấy cái xe như thế này ha, để cho xe nó khỏi cái bị di chuyển đó cô chú anh chị. Mặc dù là họ đã khóa nhưng mà họ khóa cái tay này luôn ha, tại vì nếu mà nó di chuyển là nó chạy xe là cũng mệt lắm. Ồ, xe này xe gì, có hai chỗ ha. Beautiful. Còn bây giờ là tới chiếc xe của gia đình Mai cũng sẽ lên cái em này luôn. Ở Mai mới hỏi ông xã Mai là cái đúng là cái anh chủ đó, anh trade chiếc xe Mercedes này vô ha, và anh mua một chiếc Bentley mới. Ông xã Mai thì cũng trade chiếc Mercedes này vô để mua một chiếc Bentley mới, cũng toàn là thứ thiệt không đó. Honey, it's crazy. Yeah. They said Bentley's having the best year they've ever had. I read it in the news. I think, did I send you the article yesterday? I don't know. Don't send me. I know. Don't send me email anymore. Ông xã Mai nói, ông xã Mai gửi cho Mai một cái bài báo nói là Bentley là năm nay là Bentley bán rất là nhiều xe luôn. Nhưng mà Mai nói thôi, đừng có gửi email cho Mai. Mai rất là tại trong email này ha. Đó, thôi tạm biệt cái em xe này. Ok. Đó. Hai anh chàng này là người Nga, không có nói tiếng Anh, nên thành ra là mình cũng không có giao tiếp gì được với hai anh này hết á. Hai anh này chỉ nói sơ sơ thôi. Đó, thì đây là cái xe cũ của gia đình Mai nè. Wow, tạm biệt em nha. Rất là nhớ em luôn đó. Chiếc xe này là chiếc xe mà hai vợ chồng Mai đã chạy rất là nhiều lần khi mà đi hẹn hò với nhau, nên ông xã Mai cũng nói với Mai là anh không có muốn bán cái xe này, giống như là kỷ niệm vậy đó. Nhưng Mai nói thôi thì cứ trade nó vô đi, chứ nhà nhiều xe quá là để nhà làm gì, trả bảo hiểm nữa cũng vậy thôi à, mà không có chạy đâu cô chú anh chị. Tại vì mình muốn là
tặng chiếc xe này cho con trai của ông xã Mai, con trai Úc á. Nhưng mà cậu bé này thì ở trong New York, ở Manhattan á, không có chỗ đậu xe nên thành ra là cậu bé này cũng không có nhu cầu lấy xe luôn. Ông xã Mai đi kiểm tra lại tất cả những cái hộp coi có còn sót cái đồ gì hay không ha. Wow wow. Tự nhiên cái giây phút chia xa này cũng thấy nhớ dễ sợ ha, tội nghiệp. Chiếc xe mà mình đi lâu thì mình cũng cảm giác như là một người thân trong gia đình của chú anh chị ha. Wow, chiếc Mercedes kia cũng quá trời đẹp luôn. What kind of that Mercedes, honey? GT. GT? Yeah. Wow, it's a sport car, right? Yeah, it's a... Rồi, cái xe đó là một cái xe thể thao của Mercedes nha. Cũng mắc tiền lắm nha cô chú anh chị. Mà bây giờ là họ trade vô để họ lấy một chiếc Bentley. Xe nào cũng mắc tiền hết trơn á. Buổi sáng sớm khu nhà Mai nè, hôm nay rất là mây ha, mất là mây mưa. Wow. Cái xe này là họ mới họ mới đụng cái gì nè. Wow. Họ mới lái xe bị đụng cái gì nè cô chú anh chị ha. Ở trên này là họ rác cái thùng này ha. Và đây nữa nè, cái vết này là cái vết mới nha. Ông xã mày nói trời ơi. Ghê quá, may là cái xe của mình được bảo vệ trong cái thùng này chứ nếu không là xe mình cũng tiêu đời rồi. Đó. Đây bây giờ hai vợ chồng Mai đang đứng để chờ em xe này lên đem cái xe cũ của gia đình Mai lên ha. Đó. Ông xã Mai là đã cho tiền bo của hai anh chàng này rồi. Ở đây là chiếc chìa khóa của cái xe mới ông xã Mai ha. Nó khác với cái chìa khóa xe của Mai. Chìa khóa xe của Mai nhìn to hơn, hoành tráng hơn. Đây, ông xã Mai nói là không ngờ là Mai làm cho ông xã mà phải từ bỏ một chiếc xe mà hầu như là không có tốn xăng this nhiều. Diesel uses almost no gas. 50 dặm. Một gallon chạy được 50 dặm. 14. Còn bây giờ ông xã Mai phải mua chiếc xe kia thì tốn rất là nhiều xăng ha. 3 times more fuel. 3 times more. Có nghĩa là tốn gấp 3 lần cái tiền xăng ha. How did you get me to do this? I have perfect body is. Bây giờ là cái anh chàng này ảnh đang quay phim chụp hình để trước khi mà ảnh di chuyển cái xe này đi ha cô chú anh chị ha. Phải đảm bảo là mình giao xe cho họ là một cách là đàng hoàng, mới, sạch sẽ, không có bị hư hỏng gì hết. Chứ trong quá trình mà họ vận chuyển mà họ làm hư thì lại đổ thừa cho mình không có nên ha. Vì đó thì tất cả mọi người đều phải chụp hình, quay phim rất là cẩn thận trước khi mà mình làm cái gì đó. Nên các cô chú anh chị khi mà mình nhận xe, mình giao xe đó thì mình đặc biệt là cẩn thận ha. Mình giao xe cho một bên thứ ba để vận chuyển thì mình phải chụp hình, phải quay phim, phải gửi cho người ta trước khi chiếc xe đi ha. Và anh chàng này ảnh cũng tự quay phim luôn rồi chụp hình ha. Đó. Ảnh FaceTime với lại cái anh bên kia hoặc là quay phim đó. Hai người này là người Nga. Đó. Anh này ảnh rất là kỹ cô chú anh chị ha. Chụp từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ bên trái, bên phải, từ trước, từ sau luôn. Cái đó khi mà mình giao xe thì mình cũng nên cẩn thận như vậy. Cái này là cái tốt ha. Tại vì mới thấy là mọi người nhìn thấy không, cái thùng xe container này nó mới bị rách nè. Chứng tỏ là xe này cũng mới bị tai nạn hay bị gì trên đường á. Vì đó là mới giao trễ chứ hồi đáng lẽ là giao từ ngày hôm qua cho gia đình mình rồi đó. Theo đúng lịch là giao từ 3 giờ chiều ha. Mà tới hôm nay, sáng sớm ngày hôm nay mới giao đó. Thì các cô chú anh chị cũng biết là cái mức độ nguy hiểm, rủi ro chạy trên đường như thế nào rồi. Nên mình cũng phải cẩn thận, cực kỳ cẩn thận. Này, sau khi mà vì quay video xong thì ảnh sẽ cho ông xã mình coi những cái hình này để coi đúng như vậy không, xác nhận hiện trạng ha. Này anh chàng này thấy Mai quay phim hỏi Mai làm YouTube hả? Nói đúng rồi, cái ảnh nói Mai là cho ảnh cái trang YouTube của mình. Hay là mình đưa để ảnh đăng ký, ảnh theo dõi mình luôn. Thế là có một cái người subscribe mới. Bây giờ anh sẽ dời cái gỗ ha lên xe. Bây giờ anh này anh sẽ đem cái xe lên rồi cô chú anh chị ha. Đó, ông xã Mai thì nói Mai là em tránh ra đi qua bên kia đường đi, mất công là anh sẽ đụng. Nên là Mai chạy qua bên này đường để Mai đợi anh lên ha. Anh sẽ lùi lên cô chú anh chị. Ông xã Mai thì nói Mai là chạy ra cái đầu xe này quay cho nó đẹp ha, để thấy rõ là khi mà cái xe nó lùi lên như thế nào luôn á. Say bye Eleanor. Bye Eleanor. Cry. Đó rồi, chiếc xe này sẽ lên đường. Tạm biệt, không bao giờ gặp lại em nữa. Nói vậy chứ cũng nhớ của chú chị ha. Tại vì cái xe này cũng gắn bó từ lúc mà hai vợ chồng mình hẹn hò đi chiếc xe này rất là nhiều luôn á. Tại lúc đó là chiếc xe kia là ông xã Mai á, là có một cái sự cố. Lúc đó ông xã Mai là trade chiếc xe đó vô ra, xong rồi mua chiếc xe này. Nhưng mà sau khi đi chiếc xe này á, lúc mà hẹn hò Mai là đi chiếc xe này,
Sao mày đi chiếc xe này thời gian vẫn không thấy thoải mái, vẫn không thấy thỏa mãn hài lòng bằng chiếc S-Class đó. Nên là ông xã mày đi lên internet nha, coi xong mình thấy chiếc S-Class của mình ở trên mạng. Thế là ông xã mày phải trả thêm tiền để mua chiếc S-Class đó về của chú anh chị, mắc hơn là cái khi mà mình bán vào ha. Và sau đó thì đem thay máy, là thay tất tần tật tất cả mọi thứ luôn, là tốn không biết bao nhiêu tiền cho chiếc S-Class đó luôn đó. Đó là bây giờ là gia đình mình cái chiếc này là không có đi nhiều, tại vì đã có chiếc S-Class về rồi thì lại dư cái chiếc này ra của chú anh chị ha. Nên bây giờ là mình trade chiếc xe này vào. Nói chung là họ làm cái này cũng tiện lắm của chú anh chị, có nghĩa là khi mà họ giao xe tới cho mình thì họ cũng lấy cái xe cũ của mình đi luôn. Nó rất là tiện ha, tiết kiệm được thời gian. Tại ôi, did he hit anything? No. It's a lot of room in there. Oh, okay. The Bentley was on. How can they get out of the car? Carefully. Ra mà nhìn thấy vậy sao? Mày không biết làm sao để họ mở cửa xe họ đi ra nữa cô chú anh chị ha. Tại vì cái cánh cửa xe là nó sát ngay cái cánh cửa của cái container này. Oh my god. Thấy chưa? Em đã yên vị lên xe rồi. Ô. Oh. Này, ông xã mày nói là không có hung mày được buổi sáng ngày hôm nay, tại vì là ông xã mày sợ là sẽ có cái môi son đỏ ha. Mà công là bạn gái của ông xã mày sẽ ghét. Đây, em xe đã lên rồi. Nhưng mà có vẻ nó hơi sát quá ha. Không biết là có mở cửa ra được không. Illinois hả? Oh, anh mở cửa ra được. Oh, chắc anh trèo ra. Oh, he have to climb out of the window, you know. À, anh phải trèo ra. Yes. You think? Yes. See? Anh phải trèo ra khỏi cửa sổ. Đó. Chứ anh không có thể nào mà mở cửa ra được cơ chứ anh chị ha. Hey, the car's still on. Đó. Good job. Good. Cái đèn xe vẫn còn mở, có nghĩa là phải tắt đi chứ không có là sẽ bị hết bình. Đó. Good job, good job. Cuối cùng đã trèo ra khỏi đây được rồi. Thank you. Uh-huh. I couldn't do it. À, bây giờ là anh chàng này anh sẽ gáy cái xe lại, ràng cái xe lại ha. Dùng mấy cái đó chặn cái xe lại cho cái xe nó khỏi di chuyển. Đây anh chàng này anh nhắn tin cho Mai á, anh tưởng Mai nói là người Nga nhưng mà anh nói không phải. Anh kêu Mai tới xong rồi anh đưa cho Mai cái Google dịch, anh nói là anh không phải là người Nga, anh là Chechnya. Có nghĩa là cái đất nước kế bên Nga nó đã từng bị Nga nói chung là nhiều lần đánh bắn xuống ha. Đó. Đây bây giờ ông xã Mai nói là chút xíu ông xã Mai sẽ quay lại ha. Để cho mấy anh nó đi làm ấy cái xe lại đi, ràng cái xe lại đi. Wow, anh đi một chiếc xe tải vậy mà anh kéo nè. Kinh khủng chưa? Mày không nghĩ một chiếc xe tải này mà kéo được một cái xe con, cái thùng container mà có hai chiếc xe chổng ha. Xe mà xe này là xe cũng toàn là mắc tiền không cô chú anh chị ha, hai chiếc Bentley. Đó, đây là xe S-Class của ông xã Mai nè. Chiếc xe này mà anh đã cắt đứt tình duyên xong anh phải mua lại nữa đó. Còn bây giờ là sẽ có một em người yêu mới. Không biết là cái em đó em có bị ganh tị hay không ha. Ông xã Mai thì rất là thích xe. Đó, trời ơi. Xe này thì hơi bị dơ rồi, tại vì ngồi ở trong, để trong cái thùng á, bị hơi bị dơ. Đây, mày mở ra cho cô chú anh chị coi ha. Wow, it's beautiful. Oh, surprise. My God. It's beautiful. Yeah, really beautiful. Look at that. It's like your car. Beautiful. It's beautiful. Oh, they gave me some stuff. Let's see. Uh-huh. Chiếc xe này là y chang như cái xe của Mai luôn cô chú anh chị ha. Là cái màu nè, cái màu gỗ cũng màu tối nè. Ha, và cái màu này bên ngoài nè, cái màu ngoại thất, cái màu nội thất cũng giống y như xe của Mai luôn. Nhưng mà cái xe này là xe Muson. Mai cũng không biết mày đọc đúng hay không nữa. Không biết là tiếng gì nữa. Nhưng mà ở trong, bên trong và bên ngoài đều khá là giống xe của Mai ha. Ông xã Mai chắc là bắt chước Mai đó. Mua một chiếc xe cặp luôn. Khi mà thấy Mai mua xe xong rồi thấy chạy xe của Mai thích quá ha cô chú anh chị. Xong rồi giống như là nó thích quá thích rồi xong rồi phải mua một chiếc xe này luôn á. Nên xe này là nè, những cọng bụi nè. Quá trời đẹp luôn. Rất là đẹp ha. Yeah, it's so beautiful. See this? Đây họ có quà tặng gì nè. Temporary register. Driveway permit. Đây. Họ có registration cho mình. Họ có đem theo cái giỏ quà tặng cho Mai luôn. Không biết là giỏ quà tặng này là gì đây. Để mình kiểm tra coi. Give us some stuff. Oh, nón Bentley. Cap. Cap, and where cap? Some other stuff. I don't know, we'll see inside. Let's see. T-shirt. A t-shirt. Maybe. Cái áo. Another t-shirt for you and me. And a hat. A hat. Two hat. And owner's manual. Yeah. Cái That's all right. It's nice. Cái cuốn sổ. All right. Đó.
Này là gì đây? Ồ, mày không biết sao mở nó, thôi kể đi từ từ tính. Wow, đó, cô chú anh chị ha. Đây, chiếc xe bên trong, chiếc xe Bentley Mouson. Wow, phía sau nè cô chú anh chị. Phía sau này nó đẹp dễ sợ. Cái chiếc Bentley Mouson này là nó dùng cho người dùng phía sau. Oh, they have the headphone too, honey. Yep. The Bentley, everything. For the DVD. Uh-huh. For the... Em sẽ đi ra phía sau cho cô chú anh chị xem ha. Cái dòng Mouson này là cái dòng đánh vào cái người ngồi sau chứ không phải là người ngồi trước ha. Cái xe của Mai đó là dòng trang bị cho người ngồi trước. Còn cái dòng này là cho những cái ông chủ ha. À, đây. Đây là có DVD ha, là có ghế ấy luôn, đây có bàn để kéo ra để viết ha, để ăn, để như thế nào đó. Đây họ có hai cái headphone, rồi có cái gì trong này nữa mà không có mở ra ha. Mình chưa có mở ra. Còn đây là cái chỗ mà cái bệ tì tay nè, mình có thể ngồi ba người ha. Hoặc là mình ngồi hai người thì có massage luôn hả. Nói chung là cái xe này là họ nói là nó thiết kế cái chỗ ngồi sau này nó khoang rất là rộng rãi ha, để đảm bảo là mình ngồi giống như là cảm giác như là ngồi trên một cái chiếc first class trên máy bay á, một cái ghế first class trên máy bay. Ông xã mày kéo nó ra đó, thấy không? Đó, để ăn tối, để ăn trưa, ăn gì ha, hoặc để viết gì đó cũng được. And these open the screens. This one doesn't have screen. Okay. No, the screen's up. Okay. The screen's already down. Okay. It's a start. Cái xe này là y chang xe của Mai luôn, màu y chang luôn, bên trong bên ngoài y chang luôn. Is it the same color? You copy me, honey. It's the same color, right? Yeah, you copy me. I did. Wow, xe này cũng đẹp cô chú anh chị ha, rất là đẹp. Coi nè, trên này cái logo nè, rất là thích luôn. What's that for? The D. But well, you can that's why. You can lower it if you want to. Okay. Mình có thể để nó thấp xuống cũng được, hoặc là mình để nó cao lên như vậy cũng được ha. Cái đó mình có thể điều khiển được. Đẹp chưa cô chú anh chị? Đây là cái dàn đèn trước của chiếc Mouson nè cô chú anh chị ha. Nhưng mà thấy cái dàn đèn này nó không đẹp bằng chiếc Bentayga của Mai. Cái đó, em xe Bentayga ở trong garage đó. Đây là cái phía sau cái khoang để đồ của Bentley Mouson nè cô chú anh chị ha. Cũng không có to lắm ha, cũng ok. Nói chung là gia đình Mai chắc là cũng khá là hơi điên rồ khi mà quyết định mua hai chiếc Bentley trong cùng một tháng ha cô chú anh chị. Ông xã Mai cũng nói là ông xã Mai là không tin được ông xã Mai đã làm cái điều này. Đó, tuy nhiên thì thôi kệ đi, thì tại ông xã Mai thích xe mà. Thì nói chung là miễn anh vui là được. Mà bây giờ ông xã Mai nói chuyện tiếp để làm hoàn tất cái thủ tục nhận xe ha. Ông xã Mai đưa tiền tiếp cho anh chàng này ha. Tạm xã Mai đã quay một ít rồi, còn lại một ít nữa ha. Ở đây là cây trước cửa nhà Mai nè, đẹp không cô chú? Lá rụng kìa. Ông xã Mai cho tiền cò đó. Đây, ông xã Mai nói là lái xe cẩn thận đi về ha. Rồi tạm biệt rồi đó, ông xã Mai đã hoàn tất thủ tục nhận xe rồi. Vậy là nhà mình đã có thêm một thành viên mới nha. Kinh khủng quá. Kinh khủng quá. Ông xã Mai không tin được là cuối cùng là nhà mình mua hai chiếc Bentley trong cùng một tháng. Dù điên. Why? Buy two Bentley in a month. Yeah, that's quite stupid. Ông xã Mai là ngu xuẩn. Đây, ông xã Mai bây giờ là sẽ đi ra rửa xe của chúng chị ha. Okay, bye honey. Then maybe I'll put them in here, but I need your help the first time, okay? Okay, go. You help me the first time, okay. I'll call you. Take your phone off, do not disturb. Okay. Ông xã Mai nói là ông xã sẽ để xe vào đây, đậu xe vào ghế kế đây. Nhưng mà ông xã Mai cần Mai phải giúp ông xã Mai đứng nhìn. Tại lần đầu tiên thì không biết là chưa có quen xe cô chú anh chị ha. Đó. Tính là hai chiếc này giống y nhau cô chú anh chị. Màu xe y chang nhau à. Màu trong cũng giống nhau mà màu nội thất. Màu nội thất trong giống nhau mà màu ngoại thất bên ngoài cũng giống nhau luôn. Ok, ông xã Mai kêu Mai lại đó, không biết để làm gì đây. You give me the back, right? Or something? Yeah, come here. Okay. You ready for this? Uh-huh. Khi mà đóng wood, cửa lại. All wood, right? Wood. Right? Nó là gỗ không? Khi mà đè xe lên. Oh, nó tự mở ra. Wow, it's cool. Yeah, is that funny? I tried to open that before, but you without couldn't. The star. But I couldn't. Yeah, makes sense. Nghĩa là khi mà Mai okay. cố gắng mở cái đó ra nhưng mà không có mở được. Tại vì lúc đó mình chưa có đè máy xe. Bye. All right, let's get the mirrors. Uh-huh. Giờ ông xã Mai sẽ xét cái xe, kiếm xe này nọ chứ.
Rồi anh đi đợi, để đi rửa xe rồi ha. Làm sao này hơi kỹ tính của chú anh chị. À, những cái xe đặc biệt là xe nha, phải giữ rất là sạch sẽ. Những cái xe mà dơ bẩn như là ông xã mai rất là khó chịu. Nên đem xe về cái là thấy bụi bẩn nhiều là ông xã phải đem đi rửa xe ngay lập tức. Ok bye. Rồi anh đã lên đường. Rồi, lần đầu tiên ông xã Mai lái chiếc xe này ha. Tạm biệt. Khi mà anh về thì chiếc xe sẽ sạch sẽ tinh tươm. Đây cô chú anh chị ơi, đây là hai chiếc xe Mai bây giờ đậu kế bên nhau luôn ha. Xe của ông xã Mai là cái màu này nè. Đó, còn xe của Mai là màu này ha. Hai cái màu này nó khá tương đối là giống nhau ha. Nếu mà Mai nhìn sơ sơ thì Mai thấy là nó giống nhau hoàn toàn. Thành ra giống như ông xã Mai bắt chước Mai mua xe cặp luôn vậy đó. Ở trong nội thất cũng khá là giống nhau luôn, tương đồng với nhau lắm. Đây cô chú chị ha, đây là cặp đôi hoàn hảo của gia đình Mai nè. Đó, thật ra thì chiếc xe của ông xã Mai không phải là cái màu giống xe của Mai đâu cô chú chị. Nó hơi đậm hơn một chút xíu ha. Xe của Mai thì nó hơi ánh hơn một chút xíu. Thì trong video này thì mọi người không biết là Mai, không biết là mọi người có nhìn rõ hay không, nhưng mà ngoài mắt thường của Mai thì Mai nhìn thấy như vậy. Tuy nhiên thì nó cũng khá là tương đồng ha. Đó, thì mẹ sẽ mở cửa bên trong nội thất cho cô chú anh chị cùng xem ha. Để thử coi nội thất hai màu nó có giống nhau hay không ha. Đây nội thất của Mai nè. Màu nâu và màu xám xám ha. Đây. Còn nội thất của màu ông xã Mai nè. Cũng màu nâu với màu xám xám ha. Rất là giống nhau, hai chiếc xe khá là giống luôn. Bây giờ thì Mai sẽ cho xe vô garage của chú anh chị ha. Bây giờ Mai sẽ giúp ông xã Mai đậu xe ha, vì đây là lần đầu tiên ổng đậu nên ổng cũng rất là sợ bị đụng. Đây, xe đã đưa được vào garage rồi. Vậy là cũng vừa của chú anh chị ha, không có bị chật quá. Cũng chật nhưng mà cũng không có bị quá ấy. Mai, nãy giờ Mai nấu cái Mai hầm cái xương mà Mai quên tắt má tắt bếp, ông xã Mai kêu Mai tắt rồi. Mai tắt rồi. Mai tưởng Mai chưa tắt, Mai tắt rồi. So, cái video của Mai ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây nha. Tại vì các cô chú anh chị và các bạn xin hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video sau.